Bản tin thế giới sáng ngày 7 tháng 9 Thêm quan chức do Nga bổ nhiệm ở vùng chiếm đóng Ukraine thiệt mạng sau một vụ nổ Tờ báo độc lập lớn duy nhất còn lại ở Nga cũng bị đóng cửa Điều tra nguồn mở, Nga mất hơn 1.000 xe tăng trong cuộc chiến với Ukraine Thái độ của ông Putin trước Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga thu hút sự chú ý Tháng 8 Thượng Hải, tháng 9 Bắc Kinh, mưa đá và rông bão dữ dội Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị Kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết của Bản tin Thế giới sáng ngày 7 tháng 9 của DKN TV. Kính thưa quý vị, chính quyền Nga trong khu vực chiếm đóng ở Ukraine đã cho biết một quan chức đã bị giết bởi những kẻ phá hoại Ukraine. Những trường hợp tương tự xảy ra thường xuyên ở vùng đất chiến sự này. Atom Badin, chỉ huy quân sự của vùng Bigdians do quân đội Nga chiếm đóng bổ nhiệm, đã chết trong bệnh viện sau khi chiếc xe của ông phát nổ. Volodymyr Rogov, người được gọi là đại diện của chính quyền khu vực Japoritia, đã cung cấp thông tin này cho kênh RIA Novosti. Ông Volodymyr Rogov tuyên bố rằng ông Badin đã bị hại bởi một nhóm tình báo và phá hoại của Ukraine. Các thành viên của nhóm này vẫn chưa bị bắt. Thật không may, ông ấy đã chết trong bệnh viện những trường hợp như vậy là thường xuyên ở đất nước chúng tôi. Ông Rogov nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga TASS. Xe của ông Badin đậu ở gần cơ quan quản lý chiếm đóng của thành phố. Ba chiếc nữa cũng bị hư hại do vụ nổ, theo truyền thông Nga cho biết. Vào ngày 26 tháng 8, một vụ nổ cũng đã xảy ra ở Berdyan, khiến trợ lý của lực lượng vũ trang Nga Oleksandr Kolesnikov thiệt mạng. Ngoài ra, vào ngày 24 tháng 8, người được Nga bổ nhiệm là trưởng thôn của Mikhail Lipka thuộc vùng Chaporitia, ông Ivan Sushka cũng đã thiệt mạng trong một vụ nổ. Thiết bị nổ được phát hiện lắp dưới gầm xe của ông. Chuyển sang một diễn biến khác. Sau khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ, chính quyền Moscow đã áp đặt các biện pháp kiểm soát gắt gao đối với các phương tiện truyền thông trong nước. Hôm thứ Hai ngày 5 tháng 9, một tòa án Nga đã thu hồi giấy phép truyền thông báo in của tờ Novaya Gazeta hay báo mới trong tiếng Nga. Tờ báo độc lập lớn duy nhất còn lại ở nước này. Cao ủy nhân quyền Liên hiệp quốc gọi phán quyết này là một đòn giáng khác vào nền độc lập của truyền thông Nga và kêu gọi Moscow bảo vệ quyền tự do báo chí. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin, cơ quan giám sát công nghệ thông tin, truyền thông và truyền thông đại chúng của Nga hôm thứ hai đã cho biết, họ đã yêu cầu thu hồi ấn bản in của tờ báo kể trên. Tờ Novaya Gazeta xác nhận trên mạng xã hội rằng cơ quan nhà nước về công nghệ thông tin, truyền thông và phương tiện truyền thông đại chúng của Nga, Roskomnadzor, đã tìm cách đóng cửa trang web của tờ báo và phiên bản in ấn mà họ mới ra mắt vào tháng 7. Tổng biên tập Dmitry Muratov đã nói bên ngoài tòa án rằng phán quyết này là một việc làm chính trị mà không có cơ sở pháp lý nhỏ nhất. Ông cho biết tờ báo sẽ kháng cáo để bảo vệ quyền lợi của mình trước tòa. Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc lưu ý rằng Nga đã công khai thể hiện sự coi thường tự do ngôn luận và đa nguyên, đó là sự coi thường các nguyên tắc chuẩn mực và giá trị phổ quát được quốc tế công nhận. Họ cũng gọi phán quyết này là một cú đánh khác vào sự độc lập của các phương tiện truyền thông Nga và kêu gọi Moscow bảo vệ quyền tự do báo chí. Kể từ khi thành lập vào năm 1993, Novaya Gazeta đã là trụ cột của ngành truyền thông Nga, là một tờ báo quốc gia nổi tiếng ở Nga và được phát hành trên khắp nước Nga và một số khu vực ở nước ngoài. Được tài trợ bởi cố lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev bằng cách sử dụng phần thưởng từ giải Nobel Hòa Bình của ông. Tờ báo được biết đến với những lời chỉ trích về các vấn đề chính trị và xã hội của nước Nga. Ngay cả khi tự do báo chí ở Nga đang suy thoái, thì Novaya Gazeta đã tạo ra một vị trí vững chắc với tư cách là cơ quan truyền thông điều tra hàng đầu của nước Nga. Novaya Gazeta là một trong số ít các hãng truyền thông Nga sẵn sàng thách thức các vị trí lãnh đạo cấp cao được thế giới bên ngoài biết đến là phương tiện truyền thông chính thống duy nhất ở Nga, có thể chỉ trích tổng thống Vladimir Putin và các chính sách đối nội và đối ngoại của ông Putin. Kể từ khi thành lập, tòa soạn báo và các phóng viên trực thuộc đã nhiều lần bị tấn công. Từ năm 2000 cho đến nay, 6 nhà báo của tờ báo này đã bị giết, bao gồm cả nhà báo điều tra Anna Politkovskaya. Năm 2006, nhà báo Anna Politkovskaya của tờ báo này đã bị bắn chết ở tuổi 48 ngay trước tòa nhà trung cư ở Moscow. Vào thời điểm đó, cô được cho là đang điều tra các hành vi vi phạm nhân quyền của Tổng thống Nga Putin và Điện Kremlin trong chiến tranh Chechnya lần thứ hai. Sau cái chết của nhà báo Anna Polikovskaya, báo cáo về vi phạm nhân quyền và tham nhũng ở Bắc Caucasus và Chechnya đã được Elena Mila, một nhà báo khác của báo, tiếp tục thực hiện. Vào năm 2021, Tổng biên tập Muratov của tờ báo này đồng đoạt giải Nobel Hòa Bình với Maria Ressa, giám đốc điều hành của trang tin tức Philippines Rappler, vì nỗ lực duy trì quyền tự do ngôn luận. Khi được trao giải Nobel Hòa Bình, ông đã dành sự tôn vinh cho 6 đồng nghiệp đã hy sinh của tờ báo này. Vào tháng 6 năm nay, ông Muratov đã bán đấu giá giải Nobel Hòa Bình của mình với số tiền là 103,5 triệu đô la Mỹ. Với tất cả số tiền thu được, đều được quyên góp cho chương trình ứng phó nhân đạo của UNICEF dành cho trẻ em là nạn nhân của chiến tranh ở Ukraine. Kể từ khi Nga tấn công Ukraine, chính quyền Moscow bị chỉ trích vì không chỉ chặn mạng xã hội Facebook và Twitter của phương Tây, mà còn áp dụng các luật và quy định nghiêm ngặt để ngăn cấm hoàn toàn các chỉ trích về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Chuyển sang một diễn biến khác. Hầu hết tổn thất của xe tăng Nga xảy ra trong 50 ngày đầu tiên của cuộc chiến, khi các lực lượng Nga cố gắng đánh chiếm thủ đô của Ukraine. Tờ Thời báo The Moscow Times đã đưa tin dựa trên dữ liệu của các chuyên gia của trang phân tích tình báo chiến tranh Oryx, chuyên theo dõi việc tổn thất trang thiết bị trong các cuộc chiến. Jakub Janowski, đồng tác giả của Oryx, dựa trên thông tin nguồn mở đã cho biết, con số thương vong dao động trong suốt cuộc xung đột. Trong tháng đầu tiên, Nga đã mất một lượng lớn xe tăng và các thiết bị khác, vì người Nga đã phân tán trên lãnh thổ rộng lớn của Ukraine đặc biệt các lực lượng của Ukraine đã sử dụng vũ khí chống tăng di động do phương Tây cung cấp để tiêu diệt các thiết bị trong các đợt tiến quân của nga, bao gồm nhiều xe tăng ở các khu vực phía bắc Kyiv. Trong số 1.012 xe tăng nga bị mất do Oryx ghi chép lại, 34% trong số chúng đã bị chính lính nga bỏ lại. Nhà phân tích quân sự Rob Lee cho rằng điều này là do những thất bại trong việc lên kế hoạch và hậu cần kém. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý sau đây. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 6 tháng 9 vừa qua đã đi tới vùng viễn đông của nước Nga để thị sát cuộc tập trận quân sự chung đa quốc gia có tên gọi là Vostok 2022. Theo đoạn video được truyền thông Nga công bố, ông Putin trò chuyện và cười đùa với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khi thị sát cuộc tập trận này. Nhưng lại có một hành động được cho là khá ngại ngùng với Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Liên bang Nga là ông Valery Gerasimov. Ông Gerasimov đồng thời cũng là Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga. Hãng tin Anh Reuters đưa tin, theo một đoạn video được phát sóng trên kênh Zvezda TV của Bộ Quốc phòng Nga, ông Putin đang ngồi cạnh Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, hai người trò chuyện và cười đùa với nhau, trong khi ông Gerasimov đang nói chuyện điện thoại. Một đoạn video khác đã cho thấy, trước khi ông Shoigu đến, Tổng thống Putin và ông Gerasimov bước vào khu vực kiểm tra cuộc tập trận. Họ ngồi cách nhau khá xa và chỉ gật đầu mà không nói chuyện bầu không khí có vẻ là khó xử. Cử chỉ và thái độ giữa Tổng thống Nga Putin và tướng Gerasimov đã thu hút sự chú ý của các nhà phân tích chính trị và quân sự trên các mạng xã hội. Cựu Thủ tướng Thụy Điển Karl Bitt đã tweet rằng Putin rõ ràng không muốn nói chuyện với tư lệnh lực lượng vũ trang Nga. Trong cuộc chiến tranh Ukraine và Nga kéo dài 195 ngày, Tổng tham mưu trưởng Gerasimov hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Điều này từng làm dấy lên nghi ngờ về sức khỏe của ông Thậm chí còn có tin đồn là ông bị sa thải do không muốn tấn công Ukraine. Cuộc tập trận Vostok 2022 bắt đầu vào ngày 1 tháng 9 với sự tham gia của Trung Quốc, Ấn Độ, Belarus, Syria và các quốc gia khác. Dự kiến có hơn 50.000 quân cũng như tổng cộng 5.000 vũ khí như máy bay chiến đấu và tàu chiến sẽ tham gia cho đến ngày 7 tháng 9. Bộ Quốc phòng Nga công bố video về cuộc tập trận hải quân vào ngày 6 tháng 9, trong đó, hạm đội Thái Bình Dương tập trận phóng tên lửa hành trình Caliber và tuyên bố nó đã bắn trúng mục tiêu cách xa hơn 300 km. Cuộc tập trận này được hiểu là ý định của ông Putin muốn gửi đi một tín hiệu quan trọng. Mặc dù chiến tranh Ukraine và Nga vẫn đang diễn ra, quân đội Nga vẫn có thể tiến hành các hoạt động khác như bình thường, và nó cũng nhằm thể hiện mối quan hệ quốc phòng ngày càng phát triển giữa Trung Quốc và Nga. Các tàu chiến của Nga và Trung Quốc đã tập trận sử dụng hệ thống pháo phòng không để đẩy lùi các cuộc không kích của đối phương vào ngày 5 tháng 9 và tuần trước cũng đã tiến hành các cuộc tập trận chống hạm, phòng không và chống tàu ngầm ở biển Nhật Bản. Tiếp theo chương trình là phần tin tức đáng chú ý liên quan đến nội tình Trung Quốc. Vào khoảng 6 giờ 30 phút tối ngày 4 tháng 9 theo giờ địa phương, mưa đá đã rơi xuống các quận Trường Bình, quận Triều Dương và nhiều nơi khác ở thủ đô Bắc Kinh. Có thời điểm, chính quyền Bắc Kinh liên tục đưa ra các cảnh báo mưa đá, sấm sét và cảnh báo gió mạnh, thu hút mối quan tâm của cả dân chúng. Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh đã đưa ra cảnh báo sấm sét màu vàng, cảnh báo gió mạnh màu xanh lam và cảnh báo mưa đá màu vàng vào tối ngày 4 tháng 9. Đúng như dự báo, đêm đó ở Bắc Kinh đã có mưa đá, mưa rông dài rác và các cơn rông cục bộ kèm theo gió giật mạnh cấp độ 7 và 8 diễn ra trong thời gian ngắn. Dân mạng Twitter đã đăng đoạn video về trận mưa đá và nói rằng hiện có phải đang là tháng 9 không? Một trận mưa đá bất ngờ ở Bắc Kinh đêm nay thật đáng sợ. Cư dân mạng Twitter khác cũng đăng clip liên quan và thốt lên rằng điều này chưa từng xảy ra trong những năm trước đây. Vào tối ngày 4 tháng 9, một trận cuồng phong đã kéo đến Bắc Kinh, xét chớp ầm ầm một hồi, mưa như chút nước, các khu vực của quận Trường Bình hứng chịu mưa đá, một số có kích thước bằng quả trứng, theo dự báo thời tiết của CCTV. Đoạn video khác do tài khoản Twitter đăng tải đã cho thấy đường phố Bắc Kinh trắng xóa vì bị bao phủ bởi một lớp dày hạt mưa đá rơi xuống. Trên trời còn có sấm chớp liên hồi. Sân bay thủ đô Bắc Kinh và sân bay Đại Hưng đều hủy chuyến bay trên diện rộng. Theo ứng dụng Air Travel, ít nhất 323 chuyến bay đã bị hủy tại sân bay thủ đô Bắc Kinh và ít nhất 333 chuyến bay bị hủy tại sân bay Đại Hưng, Bắc Kinh. Sau đó, nhiều cư dân mạng địa phương đã đăng tải video và hình ảnh lên các trang Weibo, cho thấy có mưa đá ở huyện Trường Bình và huyện Triều Dương. Báo Vision Time tiếng Trung trích dẫn một số bình luận của cư dân mạng chỉ ra rằng, vào tối ngày 4 tháng 9, một cơn rông đã ập đến Bắc Kinh kèm theo sấm sét và mưa như chút nước. Mưa đá rội xuống các khu vực của Trường Bình, một số trận mưa đá to bằng quả trứng cút. Mưa đá đập vào cửa sổ phát ra âm thanh lộc cộc, hạt mưa đá có đường kính khoảng 2 cm. Một số người còn cho biết, tự dưng tôi cứ tưởng pháo nổ trên xe, đang xếp hàng để xét nghiệm PCR thì bị mưa bất ngờ. Những hạt mưa đá to bằng quả nhãn, những trận mưa đá ở Bắc Kinh lúc này cực kỳ thú vị. Sau bộ phim thảm họa ngày tận thế, xe của tôi bị thủng rất nhiều lỗ. Thời tiết bất thường của Trung Quốc không chỉ xảy ra ở thủ đô Bắc Kinh mà còn từng xuất hiện ở Thượng Hải. Kiểu thời tiết tương tự cũng đã diễn ra vào tháng 8. Vào ngày 6 tháng 8, do nhiệt độ cao liên tục, mưa đá bất ngờ đổ xuống Thượng Hải. Khi đó, nhiều người dân đã chụp ảnh và đăng tải lên mạng xã hội. Người dân địa phương chỉ ra rằng đó là trận mưa đá lớn nhất, với hạt mưa đá có kích thước bằng quả trứng chim bồ câu. Theo những bức ảnh do người dân ở Bảo Sơn, Tĩnh An và các quận khác chụp lại, dễ dàng thấy mưa đá đã rơi xuống cửa sổ và trên mặt đất. Khi đó một số người bày tỏ sự lo lắng rằng mưa đá sẽ làm hư hại mái nhà và ô tô của họ. Về vấn đề này, cư dân mạng không khỏi than thở. Trang tin tức NTD trích dẫn như sau. Thượng Hải xứng đáng là thủ đô ma thuật. Nó có cả mưa đá, rông bão, sấm sét và nhiệt độ cao. Tiếp tục những vấn đề liên quan đến nội tình Trung Quốc. Hôm ngày 3 tháng 9, một khối mây đen khổng lồ xuất hiện trên bầu trời Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến cũng ở Phúc Châu vào tháng 5 năm nay, một bầu trời máu đã xuất hiện làm xôn xao dư luận vì sự khác thường của nó. Tài khoản Weibo chính thức của đài phát thanh và truyền hình Tứ Xuyên đưa tin vào ngày 5 tháng 9, một người phụ nữ ở Phúc Châu, Phúc Kiến đã quay lại được hình ảnh một khối mây đen khổng lồ bay áp sát xuống đường phố. Người phụ nữ cho biết, trước đó cô chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì như thế này. Trong đoạn video, khối mây đen khổng lồ cuồn cuộn giống như một ngọn núi đang áp sát ập xuống mặt đất. Người quay video thốt lên rằng, lý do xuất hiện sự việc này là gì vậy? Tôi không biết, thật đáng sợ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Trang NTD TV trích dẫn lời một số cư dân mạng bình luận như sau: Nhìn thật đáng sợ, đám mây đen đang đè xuống thành phố và thành phố sắp bị hủy diệt. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một đám mây đen như vậy, không phải sẽ lại có một sự cố khác nào chứ? Trước đó vào tối ngày 11 tháng 5 năm nay, một cảnh tượng bầu trời máu đã xuất hiện ở Phúc Châu. Vào tối ngày 7 tháng 5, một bầu trời đỏ rực cũng đã xuất hiện ở Chu Sơn Chiết Giang. Khi đó cư dân mạng đã để lại lời nhắn được thời báo The Epoch Times trích dẫn như sau: Điềm báo dữ lắm, ở đâu đó có thể có thiên tai như động đất. Một số cư dân mạng còn tìm thấy những ghi chép và những lời giải thích về bầu trời đẫm máu trong sử sách cổ. Vào đầu năm năm 1628 của Minh Tự Tông, tức Sùng Trinh Đế, vị hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Minh, cả bầu trời thiểm Tây đỏ rực như máu. Năm thứ năm nạn đói, năm thứ sáu lũ lụt, năm thứ bảy châu chấu tấn công vụ mùa, nạn đói, hạn hán ở Tây Hương vào tháng 9 năm thứ 8, lược dương ngập úng, nhà cửa bị cuốn trôi, năm thứ 9 nạn châu chấu và hạn hán, năm thứ 10 mất sạch hoa màu, năm thứ 11 châu chấu bay dập trời, năm thứ 13 và 14 hạn hán. Lý Thuần Phong, tác giả của Thôi Bối Đồ và cũng là một nhà tiên tri vĩ đại ở thời nhà đường, trong cuốn sách Ất Tỷ Chiêm có viết rằng Xích khí xuất thiên thuyền chung, bất xuất nhất niên hữu tự lập giả. Tạm dịch, khi khí đỏ bay ra bầu trời, không quá một năm sẽ có người phế vua tự lập. Thiên thuyền ở đây có nghĩa là một trong những quan thiên sao nằm ở tròm sao mang tên hiện đại là Perseus, mang hàm nghĩ ý nghĩa biểu tượng chiếc thuyền mà người trung quốc cổ đại đã được thần khải thị để đóng đề phòng trận đại hồng thủy khi xưa ất tị chiêm còn viết khí đỏ tràn đầy như màu máu khí đỏ bao trùm mặt trời như màu máu khí đỏ tươi bao trùm mặt trời như máu đại hạn dân đói khổ đất đỏ xa vạn dặm nước có quân khi khí đỏ xuất hiện sẽ có máu của binh lính trong thái bạch dương kinh tạp chiêm chiêm vân khí tinh có ghi khí màu đỏ giống như người đang tổ chức lễ hội và đám mây giống như cầu vồng, hoặc nó giống như cầu vồng màu đỏ có binh lính hung bạo làm phản xông đến. Hoặc giống như cờ, như hổ phách, như người đi, hoặc bạch khí như đường dẫn lên trời, hoặc mây đỏ như lửa, thiên hạ nhiễu binh. Trong Vô Kinh Tổng Yếu quyển 18 cũng có nói, nếu khí đỏ, bên dưới có binh lính chảy máu, những người thấy máu như lửa, các quan đại thần nổi dậy chống lại đế vương của họ. Nhưng không quá 3 tháng, khí đỏ như rồng rắn lên đỉnh núi, ai ban đêm nhìn thấy thì có nghĩa là vua quan trung thần ly rán, vi khách mà thương, mọi người giống như đang di chuyển. Theo ghi chép của nhiều sách cổ, tất cả đều cho thấy bầu trời có màu máu là điềm báo của đại ác. Có vẻ như Đảng Cộng sản Trung Quốc và chế độ của nó đang thực sự gặp khó khăn. Hiện tượng thiên văn hiện nay thực sự phù hợp với làn sóng chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc trên quy mô toàn cầu, gọi là phong trào tam thoái. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thế giới sáng ngày 7 tháng 9 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.